Pháp thắng nhờ bàn phản lưới ở Euro 2024. Được đánh giá cao hơn nhưng nhờ đến bàn phản lưới, ứng viên vô địch Pháp mới có thể đánh bại áo 1-0 trong trận gia quân tại bảng D Euro 2024. Cũng giống Euro 3 năm trước, bàn thắng đầu tiên của Pháp trong chiến dịch đến từ một pha phản lưới. Sau pha đột phá tốc độ bên cánh phải ở phút 38, Kylian Mbappe tạt vào khu vực 5m50, buộc Maximilian Gober lóng ngóng đánh đầu về lưới nhà bàn duy nhất của trận đấu giúp Pháp giành chọn 3 điểm trước đối thủ khó chơi. Pháp tạm xếp nhì bảng D, sau Hà Lan, đội thắng Ba Lan 2-1 ở lượt đầu. Cơ hội của Áo vẫn còn khi hai đối thủ còn lại của họ ở bảng này không được đánh giá cao như Pháp. Tuyển Áo chịu khó pressing tầm cao, khiến Pháp gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng ở phần lớn thời gian. Các học trò Raf Rangnick cho thấy tại sao họ chơi tốt ở vòng loại và sở hữu mạch 6 trận thắng liên tiếp trước Euro. Tuy nhiên, áo không sở hữu siêu sao, điều mà Pháp có thừa. Sự khác biệt về chất lượng con người khiến Pháp tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Ngay phút thứ 8, Mbappé bứt tốc điên rồ, mở ra cơ hội đối mặt với Patrick Benz. Đội trưởng Pháp dứt điểm hiểm hóc vào góc gần, nhưng không thắng được thủ môn áo. Sự cơ động của Theo Hernandez cùng tốc độ của Mbappé khiến Pháp nhiều lần khoan thủng cánh phải của áo trong những phút tiếp theo. Sau 20 phút đầu lép vế, áo dần bắt nhịp với cuộc chơi và thi đấu sòng phẳng với Pháp họ bỏ lỡ cơ hội rõ nhất hiệp đấu khi tiền vệ Christoph Baugartner không thắng được Mike Maignan sau đường truyền một chạm của Marcel Sabitzer. Áo trả giá ngay sau đó khi Mbappé làm khổ hàng thủ áo đỏ và buộc Gober đốt lưới. Pháp dễ đá hơn sau khi có bàn dẫn trước. Trong khi áo vùng lên đầu hiệp 2, thầy trò Didier để xăm có nhiều cơ hội từ phản công. Tốc độ của Mbappé một lần nữa hành hạ bộ tứ vệ của áo nhưng pha cứa lòng ra ngoài trong thế đối mặt chống trả với thủ môn Pence cho thấy anh dường như gặp rớp ở Euro. Mbappé đến nay vẫn chưa ghi bàn nào trong những lần tham dự cúp bóng đá châu Âu. Sự trở lại ấn tượng của Ngolo Kante ở tuyến giữa khiến Pháp gần như không lo bị thủng lưới, dù áo tỏ rõ quyết tâm tìm bàn gỡ. Vấn đề của thầy trò đề xăm nằm ở hàng công khi không chỉ Mbappé vô duyên. Marcus Thuram, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele hay cầu thủ vào thay người Olivier Giroud đều phung phí những cơ hội rõ rệt. Đó là lý do Pháp chỉ thắng một bàn, trong trận đấu họ dứt điểm tới 13 lần. Trận thắng cũng để lại nỗi lo khi hai ngôi sao Griezmann và Mbappe đổ khá nhiều máu sau những pha va chạm mạnh với đối thủ. Đội trưởng Mbappe còn phải nhận thẻ vàng lãng xẹt ở cuối trận khi cố tình vào sân nằm nghỉ trong khi trọng tài và các bác sĩ chưa cho phép.